kiếm được đồng tiền khó lắm anh em ạ. Đây, mình đang ở trên phố luôn. Đây, chỗ này là phố Tràng Tiền. Mẹ, cái nhà màu trắng kia nó rơi khoảng hơn 2 tỷ ở mét vuông. Đang mình đã ốp một cái quán rượu. Đang ốp một cái quán rượu ở phố Đinh Lễ, quận Hoàn Kiếm. Đây là phố đi bộ đây. Anh em thì đang làm ở đây. Mình sẽ xuống để cho anh em thấy là còn những chỗ nó kinh khủng luôn. Đấy, này là nhà từ thời Pháp luôn nè. Quán cà phê từ thời Pháp luôn. Anh em đang triển khai. Đấy, anh em thấy kinh không? Đấy, nhanh mà. Yeah. Xong bây giờ đây. Đấy. Tầng hầm để làm quán rượu ấy. Bán vừa thôi.